Chào chị, mình là Kim Đào. Công việc hiện tại của Đào là diễn viên. Thì trong một lần rất là may mắn, Đào đã được sở hữu giải thưởng Đẹp Như Thần Tượng trị giá 200 triệu của The Master tổ chức. Thì đối với Đào đây là một cơ hội rất là lớn để Đào có thể thay đổi bản thân mình để được xinh đẹp hơn và được giống với thần tượng của Đào là nữ ca sĩ Adele. Thì đến với The Master Việt Nam, Đào đã được các bác sĩ và các tư vấn viên tư vấn rất là nhiệt tình về các liệu trình để phù hợp với Đào. Hiện tại thì Đào đã trải nghiệm hầu hết tất cả các dịch vụ của The Master Việt Nam như liệu trình săn chắc và làm thon gọn mặt, Ultra V-Lifting, Baby Face Cocktail. Đặc biệt Đào được trải nghiệm liệu trình nâng cơ thon gọn mặt không cần phải phẫu thuật bằng chỉ Ultra VBCL. Đối với Đào đây là một công nghệ rất là mới. Thì lúc đầu Đào nghĩ là muốn thon gọn mặt hoặc là tạo mặt V-Line là mình phải phẫu thuật. Nhưng khi đến The Master Việt Nam thì được mọi người tư vấn và giới thiệu công nghệ chỉ Ultra VBCL thì Đào thấy là mình không cần phẫu thuật vẫn có thể nâng cơ và thon gọn mặt, nâng mũi và tạo cằm V-Line. Khi mà được trải nghiệm cái liệu trình này thì Đào thấy là mặt của mình từ từ được thon gọn hơn, lại không làm mất đi cái nét riêng của Đào. Đào rất là thích cái liệu trình này. Giờ đây Đào thấy mình thay đổi được nhiều hơn, cảm thấy tự tin hơn, rồi lại có nhiều cái cơ hội đến với Đào hơn và Đào được thử nhiều cái vai diễn đa dạng hơn. Nhân đây Đào cũng xin cảm ơn The Master Việt Nam đã tạo cơ hội lớn để Đào có thể thay đổi dung mạo của mình. Và cảm ơn giáo sư, bác sĩ Quang Hân Jin là người đã tư vấn rất là nhiệt tình và trực tiếp thực hiện thay đổi dung mạo cho Đào. Và cũng không quên cảm ơn các tư vấn viên là những người đã quan tâm, chăm sóc và tư vấn cho Đào hết sức là chu đáo. Kim Đào có thể thay đổi được dung mạo của mình, các bạn cũng có thể. The Master Việt Nam sẽ giúp bạn có được vẻ đẹp tự nhiên và hoàn hảo hơn.